gần 6 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất sau khi cơn bão gia di tàn phá Đông Nam Á. Theo UNICEF, lũ lụt và sạt lở đất do cơn bão gia di gây ra đã tàn phá Việt Nam, Myanmar, Lào và Thái Lan, ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em và làm giảm khả năng tiếp cận nước sạch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và chỗ ở của các em, khiến các cộng đồng vốn đã bị thiệt thòi càng lún sâu vào khủng hoảng. Trẻ em và những gia đình dễ bị tổn thương nhất đang phải đối mặt với hậu quả tàn khốc nhất mà cơn bão Da gì để lại bà junku nu giám đốc unicef khu vực đông á và thái bình dương cho biết ưu tiên ngay lúc này là khôi phục các dịch vụ thiết yếu cho trẻ em và các gia đình bao gồm nước sạch giáo dục và chăm sóc sức khỏe sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở đông nam á trầm trọng hơn bởi biến đổi khí hậu là một lời nhắc nhở đáng buồn rằng khi thảm họa xảy ra những trẻ em dễ bị tổn thương thường phải chịu đựng nhiều nhất bà Jun nu di nói là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu á từ đầu năm đến nay bão gia di gây mưa lớn thêm vào lượng mưa theo mùa hiện có khiến lũ ở các con sông dâng cao và gây ra sạt lở đất chết người. Sau cơn bão, hơn 850 trường học và hơn 550 trung tâm y tế bị hư hại, phần lớn là ở Việt Nam. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện các đánh giá trong khu vực. Tại Việt Nam, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão Gia Di, khoảng 3 triệu người, bao gồm nhiều trẻ em. Thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh làm gia tăng nguy cơ bệnh tật. Khoảng 2 triệu trẻ em cũng không được tiếp cận với giáo dục, hỗ trợ tâm lý xã hội và chương trình dinh dưỡng học đường. Tại Myanmar, gánh nặng kép của cuộc xung đột kéo dài và các tác động thảm khốc của cơn bão Gia Di đã làm gia tăng khủng hoảng đối với các cộng đồng vốn đã phải di dời do xung đột, làm trầm trọng thêm tình hình cứu trợ nhân đạo vốn đã nghiêm trọng. Hơn 170 người đã thiệt mạng và hơn 320.000 người phải di dời, trong khi hệ thống giao thông, viễn thông và cơ sở hạ tầng điện lực bị hư hại nghiêm trọng ở các tỉnh miền trung của Myanmar. Tại miền Bắc Thái Lan, mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến gần 64.000 trẻ em, với một số trường học báo cáo bị phá hủy hoàn toàn và giáo viên phải chuyển sang dạy học trực tuyến và cung cấp tài liệu học tập cho học sinh tại nhà. Tại Lào, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 8 tỉnh, làm ảnh hưởng đến khoảng 60.000 trẻ em, làm hư hại cơ sở hạ tầng thiết yếu và đe dọa sinh kế của các cộng đồng vốn đang gặp khó khăn để đối phó với các tác động tiêu cực của khí hậu. UNICEF phối hợp cùng các đối tác cứu trợ nhân đạo đang cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em và các gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên toàn đông nam á các hoạt động cứu trợ bao gồm phân phát nước uống sạch vật tư vệ sinh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và dụng cụ y tế đồng thời hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cung cấp tài liệu học tập cũng như giải trí nhằm giúp trẻ em lấy lại cảm giác bình thường để tiếp tục học tập và vui chơi trong môi trường an toàn unicef cũng cam kết làm việc với các đối tác để đảm bảo các nỗ lực phục hồi tập trung vào trẻ em khi nước lũ rút Trẻ em ở Đông Á và Thái Bình Dương đang phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm về khí hậu và môi trường, gấp 6 lần so với các thế hệ trước. Tần suất gia tăng và tác động chồng chéo của các sự kiện thời tiết, khí hậu làm trẻ em khó khăn thích ứng, làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng và làm tổn hại tiềm năng phát triển của các em.